Ok, chào mừng các bạn trở lại với tập 7 của Total War Three Kingdoms. Thì tập trước thì để coi Ngô Quốc nó đổ bộ lên rồi ha, chuẩn bị nó đánh mình rồi. Thì bây giờ mình sẽ vào mình ký kết nhanh ha, có thưởng nào được. Ok, đây là mấy cái ký kết nhanh, mình coi thử tụi nó có đứa nào gọi là đứa nào muốn làm mình không. Muốn gọi là làm mấy cái giao dịch với mình không. Đây thì Hòa Bình gồm có Viên Thiệu và đề nghị Viên Thuật làm chư hầu nè. Đó thì ok thôi. Bây giờ mình sẽ ký kết Hòa Bình với Viên Thiệu đi. Mình cũng chả muốn quýnh nó nữa. Mình tập trung phía dưới đi. Thằng này nó gà lắm, đánh mình cho đẻ. Giờ phải Hòa Bình vào cống nạp cho mình. 1080 Ti lên đẳng cấp 1090 luôn ha. Ok, we are in agreement. Let us get this over with. Let order guide our talks. Ok, mình nhìn nhầm ha. Rồi, một thằng. Shall we begin? Kiếm những thằng bán lương thực được mình bán kiếm tiền thêm. Mình chiếm được khu vực trại vui vẻ của bọn Tào Tháo. Tào Tháo này muốn diệt vong, đánh mình là muốn diệt vong rồi. Hoàng tổ hả? Cái quốc xa bị đánh tao khá đấy. Không biết nó đánh khu vực nào. Thì dù gì mình cũng mất rồi, cho nó luôn rồi. Follow ambition. Đứng đây mai phục. Và Quan Vũ sẽ xuống đây chém của nó luôn hả? Kéo Quan Vũ xuống. Lưu Bị thì qua đây chuẩn bị đếm trong quận nè. Mã che là chứ, nó giận mặt cho tôi mà, phá tiền mình mà. Ok, bây giờ Viên Thuật đâu? Tao bán cái định xuyên cho mày luôn. Cho thằng Lữ Bố khỏi quýnh luôn. Mục đích là vậy thôi. Đó. Strong foundations are built on such small gestures. Ok, vậy thôi. Ngon đánh đi. Còn thủ xuống Trần Quốc đây. Rúa Lưu Bị tới là vừa. Tầm này Dương Châu ảnh hưởng lớn đấy. Chắc update về Dương Châu đi. Ok, nâng cái nhánh dưới này là nó sẽ thiên về gọi là quận Đô Quảng Trị. Đó, thu nhập được nhiều là quận Đô Quảng Trị. Đó. Nói chung nâng nhánh dưới nó đẹp. Rồi, stage 3 mình sẽ nâng theo cái hướng mà ví dụ mình muốn nâng đường này ha. Để nâng lên đây trừ 20% lương nhân vật. Thì bắt buộc Mình phải xây được cái nhà gọi là nhà thờ này nè, đền nhà giáo nè. Thì ok, một giờ hiện tại mình đang muốn nâng thêm một vị trí thái thú hoặc là ảnh hưởng thương mại để cho nó có tiền. Đó, này âm 5 giờ lên luôn à. Rồi, Anton cái. Nó muốn chiếm cái nông trường này. Được thôi. Kéo hai đội xuống nó tính chơi mình. Nó sẽ vây một lượt. Rồi ha. Gia Cát Lượng lật vị thăm thứ ba, nó đã lên tới nó đã vào phe mình rồi. Ok thôi. Kiếm này thì cũng không có gì đặc biệt. Cho nó một người hệ thủy. Áo này thường xung kích thì fail quá. Thêm 25% sát thương cho tầm xe cho nó nữa. Có nghĩa là khi mà chơi Gia Cát Lượng thì bắn nó phải cực, phải nói là cực gắt. Bắn thành update cái này cho nó lên thu nhập nông dân đi. Ok, mình sẽ chữa bệnh tại đây ha. Sẽ là Gia Cát Lượng thôi. There is cunning in caution. Do not... I would meet with my advisors. Ok, bắt đầu mình nâng cho tướng nè. Tăng tí là bắt giữ địch nè. Chắc là mình hết ba đường này trước nè. Còn hai điểm mình sẽ chia ra sát thương nè và tầm nhìn nè. Được rồi. Cái này tăng sát thương tiếp, xuyên giáp này, tên lửa các kiểu này, trận đấu đêm này, đó. Tuyển dụng thì chắc chắn là tuyển dụng nỏ rồi, có thể chơi nỏ xịn luôn chẳng hạn. Này full team nỏ đẹp. Mình không hiểu tại sao có những cái thằng này nó vô được, mấy cái này không biết xài sao luôn á, không có sát thương. Ok, chuyển thành đội hình này. Nã xịn ha. Trước mắt là 4 thằng chứ. Ô, còn 1 điểm ha. Ok, mình sẽ nâng vào cái này ha. Để chi? Để nó tăng điểm xanh lên nè, xanh gọt mát là 90% đạn dược. Có nghĩa là đội hình này nó, đội hình của Gia Cát Lượng nó sẽ tên là vi vu luôn nha các bạn, cỡ nào nó sẽ cũng được. Restore authority. Serve the people. Gather your strength. Thế nào chạy nhanh qua đây được. Thằng nhóc con này đã tính làm gì đây? Lên chụp cái đầu lại rồi. Chụp mày hồi nãy quên coi cái này. Hiện tại tông sách cũng đang muốn hòa bình nè. Chạy xuống đây chi ta? Speak quickly. My patience is finite. Đó, nó muốn hòa bình mà. Nó thấy đánh mình không nổi là hòa bình liền. Tranh thủ bán lương thực cho nó luôn. Bạn sơ sơ không mình kiếm được 10.000 ha. A satisfactory deal. Ok, nếu mà để như vậy thì it is time to reflect on events. Chứng mộ thêm. Rồi. Thằng cụ này, con nhỏ này cũng cần đi đây nữa. Quan Vũ đi một nước thừa thải rồi. Này giống như quýnh cờ vậy. Ok, hết lượt ha. Mình phải đập cái bọn lữ bố trước. Tụi nó di chuyển nhanh như vậy mà qua rất là nhiều nước thì lương thực của tụi nó cũng hết thôi. Đây. Đòi lương à? Bộ thế. Ok, chạy một phát vô thành luôn. Where are my treasures? Thêm một vị trí thái thú nữa hả? Giờ ai làm thái thú đây? Mình sẽ coi mấy cái dòng phía dưới nè, chẳng hạn như 20% thu nhập nông dân nè, 10% thu nhập công nghiệp, 40% thu nhập thương mại lụa, nó cũng ngon. Và các lượng 10% thu nhập các nguồn, mì trúc nè, cho nó vô cái thành mà thương mại cao rồi. Đây, Nghiêm Lạnh ha. Ok, Nghiêm Lạnh thì mình chiếm hết rồi, còn Nghiêm Lạnh thương cảng đấy thôi. Thì đôi khi mình sẽ chiếm một cái gì đó để mình đổi lại, chẳng hạn như Nam nông trường này, mình đổi lại với cái thành Nghiêm Lạnh của nó là đẹp, là ok rồi đó. Rồi thằng này tới đây thôi, rồi tới đây thu thập. Bây giờ tăng thuế lên, bắt đầu thấy có sự tham nhũng rồi, nhưng mà cả không sao hết. Thì cái thằng này và các lượng này mình sẽ bắt đầu tuyển dụng những cái con mà quân sư như thế này để thêm cung, thêm nở chứ. Với một thằng tước xanh này chẳng hạn, hắn có thể là đem Quan Vũ qua luôn, đem Quan Vũ qua để nó gọi là nó bổ sung chấp tướng solo với tướng sẵn với đội hình chuyên thủ, là đội hình này nó vô đối này, cực mạnh. Ok rồi, hết lượt. Bàn lính thì nhào vô đây em, chạy liền chứ đánh cực gì được. Lục Biểu giờ quýnh lại hả, phiền cái đó. Làm sao để lấy Hoàng Trung đây? Ok, Phượng Sồ xuất sơn. Cho Phượng Sồ vô tim của Gia Cát Lượng thôi, nói gì nữa thôi các bạn. Disco. Nói chung Phượng Sồ thì không có gì đặc biệt, skill bình thường giống như các tướng khác. Thì mình sẽ nằm vào đây chẳng hạn. Vô luôn một cái này đã triệu tập lại cái bộ này, quản lý lên địa. Quản lý lên địa nghĩa là xây nhà chính lên hả? Thì hiện tại tiền đều có đâu mình ăn. Ok, Quan Vũ qua tới đây luôn đâu. Đánh cái Dương Châu Trần Quốc này. I would meet with my advisors. Anh này đổi lẫn hết đi. Đổi thành nã binh hết đi. Nã binh của ông này hơi cùi. It is good to see people, no matter how few. Chắc Gia Cát Lượng phải chuyển một đội xe quá. Để còn công thành cái kiểu. To all. Bring me a report on my holdings. For China. Ok, 95% cũng cao đấy. Let them stumble into where are my treasures? Ever upwards. Kêu đây là kêu dụ hàng nè. Má không dùng nó bị ở xa mình quá. Kiếm thằng nào lượng thật ít mà bán nó có giá ta. Má như thằng này đã thấy không êm rồi đó. Thằng nghèo khổ chết đói rồi đó. They sent you. Tào Tháo bị điên. Cái bà nó luôn rồi. This will be short. Ok. Thằng Lưu Biểu chết tiệt. Tao cũng khử mày thôi. Mà có chạy thoát đầu luôn rồi. You would not need to fear us. Điếm với bạn. Ra tiền bạn. Ok, 340 nhân 10 là 304 nha. Cũng ngon đấy. We are in agreement. Rồi. Tuyệt vời. Nó đã xâm nhập lãnh địa của mình là chết mẹ nè. Dễ giết nè. Ok. Mình sẽ điều quân từ từ ha. Thứ nhất là Gia Cát Lượng qua đây một cái. Không. Bình tĩnh đi. Chạy ra đây. Chạy ra đây. It is time to reflect on events. March with care. I would meet with my advisors. Careful planning ensured victory. Release them! We have no use for them. Keeping them is a waste of our resources. A clean end is preferable. Always forwards. Not today. Nó là thuộc dạng spy mà. Spy của mình mà. Tại sao là không thể? All must unite. Consider the path. For vengeance. My legend grows. Chấp mày vậy có chết tay không à? Prisoners need food. Get rid of them. Chấp mày rồi. Leave the bodies as a warning. Xin lỗi nhưng mà do bạn làm sâu quá. Ok. Mình sẽ thả vào tủ sách đi. Tủ sách bây giờ là mối nguy hại cực lớn. Cấp 8 à hả? Tăng bảo này lên luôn nè. Nói chung mình chỉ tăng sĩ khí cho quân thôi là chính. Reject authority. Make way. Law must rule. Tuyển thêm đó này. Hai thằng máy bắn đá. Destroy corruption. Return to standard position. Dập nó luôn nè em. Destroy the traitors! Trời ơi, tao chấp mày hơn quân luôn á con. Anh là Quan Vũ. You face Guenier, Lord of War. Trương Phi mà. Come now, dear friend. Đéo thế nào mà sợ được. Dù cho đông hơn, đéo sợ. Lục Biểu giờ yếu xìu, lấy đất nó cũng được gì đâu. Đánh chiếm từ từ, chiếm lại từ từ. War comes, it will not wait. Mày bật đá cực mạnh. Cùng thì không mạnh lắm nhưng mà được. Tôi ngựa cùi nha mọi người. Rồi thầy vào phục nó trước. Solo chơi bạn. Nghe đồ bạn nghe đồ bạn Sentinel, bạn Hợi Kim, bạn Khắc, Hợi Mộc à. Thử solo game biết liền gì. Lấy hai cái đội này làm đội 7 đi. Diệt nó cho ta. Chưa hết mà nó thổi bay một đội rồi hả? Ồ, sao rõ ràng mình sẽ lịnh đó mà ta. Chặt đầu nó xuống. Xuống ngựa luôn em. I feel you are not fighting your hardest. Well, I would hate to embarrass you, friend. Nó thích chơi Trương Phi. Bắn đi Cùng ơi. Enemy unit, please. What cowards! Blades ready. Chạy qua đây. Nói chung trời tuyết thì không có thấy được lính bắn tới đâu. Chém tướng đây. Còn lính lát cả mẹ nó luôn. Chặt tướng nó trước. Catapults ready. Strike your targets. Fire upon them. Release missiles. Chặt vô cái đám này nè. Đây sẽ cho các bạn coi lửa chặt. Enemy warriors are running. Nếu mà rảnh tay chặt xong rút liền, tưởng nó chết rồi nè. Phi nó xuống rồi chơi thoải mái luôn rồi chứ. Sợ cái vùng này mấy cái lực tắt nhanh. Artillery, prepare, missiles, fire. Lên ngựa lại cái nè. Rút ngựa ra tí nè. Shoot. Look, the enemy run. Craven, fire! Lên ngựa chưa? Lên ngựa đám lính này cho tao. Rain down death. Lose. Fight. Try. The time has come. Play. Prepare. Ồ, bị bánh ngà. Hot tên thì lao vào cho tay không. Khung thì cực bị yếu, nó chạm cực nhanh. Thích dân mình có thể bỏ qua hả? Đúng nó chơi. Thầy vô đây nè, chết chết lính mình chơi luôn. Ủa nó chưa lên người à? Ủa phải đái thôi. Look, the enemy run. Craven. Nhìn từ xa các bạn thấy ba thằng này nó dang không? Sập mặt. Ok, thì đây là trận gọi là chiếm cái mình chiếm cái nông trường, cho nên cũng cần phải gọi là diệt hết tụi nó thôi. Mình đang công thắng một cái là tụi nó tự chết, cho nên không có gì phải lo cả, cứ đánh win là được. Đó, win là được ha, không cần giết ha. Act against justice is unnatural and will always fail. Ow. But what? Game. Only by growth will the word be spread. I pray all has been well since my departure. Mai phục vào đây luôn. Rồi bây giờ có thể hết lượt hả? Thằng nào cũng ổn hết rồi. Hello motherfucker, lữ bố. We thought you dead. Mày gần thua tao rồi. Đây là thời gian thôi con à. Ok, hết lượt. Tào Tháo quân đầu ra mà nó quýnh mình mà nó cứ chiến đấu với mình làm gì ta? Khổ nó thiệt. Rất tội cho em. Là em đã bị phục kích. Làm sao để thu phục Hoàng Trung được ta? Theo lịch sử thì Quan Vũ đi thu phục. Không thể thu phục nó được. Ok, thả luôn. We have no use for them. Be still to sense the smallest drops of knowledge. Một lượt nữa là Hoàng Trung hồi phục nè. Đem Quan Vũ giữ chân lại đi. Hay là để Lưu Bị ta. Lưu Bị thu phục nhân tâm. Đó. Diệt cái đám này đi. All shall hear of this. Hà Lộc, thằng này đâu có gì ngon đâu, diệt đấy. They resisted me and must be punished. Ok. Time for study and martial arts. Bây giờ mình có thể triển khai cái kiểu ấy được rồi. Ever onwards. Quan Vũ sẽ gia nhập đội hình đó, Quan Vũ sẽ gia nhập đội hình của Gia Cát Lượng. Bên này thì chắc tuyển dụng thằng Lệnh Hồ Tính này hả? Thôi, chơi tướng tím đi. Tím cũng được, tím cũng thủ tốt. Có làm mình có vũ khí tím hả? Đó. Gái bằng đồ này hơi kỳ chút nhưng mà không sao. Chuyên môn lên này cũng tốt rồi hả? Nó lại có chiêu solo nữa hả? À không, bất phải. Ok rồi. Chịu một kích với kiếm ra. Rồi được rồi, ổn rồi. Ổn con mày nó áp rồi. Thằng này chắc ập cái này lên đi. Rồi. Nhắm không à. I see China's future. Lấy thêm vị trí thái thú đi. Thu nhập từ tất cả các nguồn. Cả hai nông dân Bình Thành. Mình sẽ chờ thái thú Bình Thành đi. Má cộng 10 chấp tham nhũng. Cộng tham nhũng là thấy không muốn cho vô nữa. Thương mại lụa công nghiệp ngon đấy. $500 thu nhập các nguồn. Nhập công nghiệp. Đồ con nhỏ này công nghiệp không à. Thôi từ từ đi, vị trí thái thú cứ đợi đó đi hả? Để mình chiếm cái Nhữ Nam nè, cho nó vô nó thu thập hơi bị ngon rồi. Ok. Thằng này là kỳ chữ phương như đây. Một lần nữa quýnh được rồi. Mình sẽ đánh cái Nhữ Nam. Đập hoàng tổ các kiểu. Những đồ quân này đem xuống đẹp rồi, hết lượt. Tuần sau Tào Tháo kiếm một đội quân xuống đánh cũng được hả? Ok không sao, đem Trình Giang về đếp. Ủa mà sao Tào Tháo nó đi từ cho nó đi xuống hả? Đi xe vậy luôn hả? Chạy từ từ giờ thôi, không cần nhanh đâu. Gấp gáp làm gì? Thu phục Hoàng Trung. Thu phục được gì trời. Tao thả mang lừa cơ mà. Vẫn chưa được. March as one. Moving. I demand the finest wine. Về này đứng à? Trận quân bị loạn này. Thu nhập từ nông dân đi. Còn đội quân đâu nữa không ta? Hình như hết rồi. Dương Châu mình sẽ up mảng nông dân cũng được. Rồi hết lượt. We would be no threat. What is this lunacy? Tào Tháo đem quân xuống đóng như là mày được rồi mà. Đem Lưu Bị giờ hồi quân ra. Tổng quân ở đây cái cung cấp 10 mà giờ tuyển lại ổn quá ha. Nhưng mà chịu thôi chứ sao giờ. Rồi đây là đội thủ mà. Kiếm thêm một con ngựa đi cho nó quýnh lộn ra xương. There are the beginnings of a community here. Justice is claimed by whoever wins. Thôi cứ như thế đi diệt con. Bring me my spoils. Nhỏ này thôi. Tổng sách con đưa tiền mình về dài yên tâm. We thought you dead. Giờ lương thực mình nhiều quá rồi kìa. Mới ấy nữa nhiều. Mình sẽ bán bất chấp. It is time we talked. I am not in the mood. Let us talk. Thôi họ bật cái lưng bố ơi, mày quýnh lại tới đâu. Ừ. Bán lương thực cho mày luôn đi. Được ha. Này đang cần lương thực. It is agreed. Let us get this over with. Cho cọc cho mày luôn. Your offer shows a clear mind. You have a proposal. Mình phải làm kinh tế với mấy thằng này. We are obliged to you for this kindness. Để mình đánh thành công. Greetings. Thằng nào bán được cho không? This bodes well for future relations. Thằng mà đây là cái thằng sạp cức. Xe lắc cũng đi đến mình. Mà cái đánh được đéo. Not you again. Thiệu sao ta? Ok, tạm thời cứ vậy đó. Keep this brief. Không có thương mại và công nhân được đâu, tại vì nó đang nắm giữ. Mình tính lấy luôn lưỡi bố nhưng mà sao hai đứa này nó không có con ta? Bộ dữ vậy. Yếu sinh lý hay gì bộ? Sọc kiếm này ngon mà. Sau này cho em chắc mình phải nhận con nuôi. Nhận ai đó làm con nuôi ta. Cho Gia Cát Lượng lên cái vị luôn mày đi. hiện tại chưa đủ tiền để nhận con nuôi thôi. Okay. Where are my treasures? Marching. Strike hard. Đâu cho thoát em. We have made ourselves heard. They'll only slow us down. Prisoners need food. Get rid of them. Ever upwards. Watch for traps. Giết thì đơn giản lắm. Không mà không thích giết. Thả luôn. Vừa xanh nữa không? Sẽ là... Đồ, thiên hóa đó. Cho con người cho nó con ngựa đây. Cho nó dùng cái kích này luôn. Reserve action. Be still. Strike quickly. Strike now. Attack. Channel passions. Marching. To war. Careful planning ensured victory. Hello. We are not barbarians. Greater enemies than the cold await us. Anh hùng địa phương. Tầm này mình nhân từ mà các bạn. Anh hùng thương mại cái quân què đây. Nó đéo có liên quan lắm nha bạn. Cúp đi. Anh hùng địa phương là ai? Thằng nào là anh hùng? Vô lý. Yếu xìu mà anh hùng quân què. Ok, để thăm hỏi thằng gián điệp tí. Gián điệp vẫn chưa vào sâu được ạ. Lead strongly. Marching. Về đây đứng rồi. Rồi. Thu nhập công nghiệp, thương mại và lụa. Nếu mà vậy đôi khi mình là... Greetings, my lord. Mình để cái này luôn đi. Thu nhập cũng cao mà, thương mại cũng cao mà. Mình xây thêm một nhà thu nhập thương mại nó đẹp. Ok, cũng ngon đấy, tươi. Giảm bớt thuế đi cho nó đúng chất của Lưu Bị ha. Ok, hết lượt thôi. Thôi mày đi xuống đó mà dễ chết nữa chứ được gì đâu em. Một khi mày đã tiến vào lãnh thổ của tao thì chắc đéo có đường lùi đâu. Lùi. À đủ luôn à, ok càng tốt. Hạng vũ chi kiếm. Hán cao tổ. Lưu Bang không có kiếm mà hạng vũ có kiếm. Forgiveness no. Freedom, yes. Under one banner. chắc chạy thoát đó. Ready the feast. Go. Thả lấy tiền thôi. Tầm này mình tiền là tiền bạc chính chứ thả thiết cái gì. Ok. Nhỏ này luôn, đánh chỗ này luôn. Sẽ là update. Đồng Hải là thiên về thương mại mà hơi đói ha. Sẽ up cấp cho thằng này đi. Ok. Trịnh Giang vào thăm đắp cá. Rồi, được rồi. I am at your disposal, my lord. It is time to reflect. Xuống chiếm cái Giang Hà này được không? Overwhelm them. Mình sẽ cắt lương thảo đó ha. Ủa, những này đánh được đó. To arms! Shout and I come running. Out of my way. Hỏi quấn luôn đi. Thật lực. Xả tên là thúi thịt này liền. Our wrath will be swift. Ở trên đó hoặc là sống trên đó đi. Đội kéo quân xuống đánh tàu. Bà mày mày. Accept peace and trouble. We will remember this slight. Hòa bình kéo quân về. Crash upon them. Gián điệp trở về hả? Sao lại như thế nhỉ? Không may không có. A quick wit dodges the hardest blow. This will meet our needs. Rồi thêm một phe bị hủy diệt nữa ha. Follow the heart. Tiếp xuống mình sẽ chiếm Giang Hà phía dưới này nữa nè. March. Setting the trap. Mình thiết nghĩ chắc mình cũng cần bán cái lưng Giang chi đó. Gì đây? Ô địt cụ mày. Nó đòi lương cao hay là nó đòi vị trí cao ta? Đôi khi nó là gián điệp cũng có lắm đó chứ. Độ lực cho cao để mọi người đó. Ok, tao sẽ cho mày một lực nữa. Giờ mà mày còn ồn ào là tao đủ mới đi luôn. You have Guenia's polearm, my lord. There are plans to draw up. Rồi thằng này qua đánh Nhữ Nam, đánh Nam Dương luôn. Đánh Giang Hà rồi thu phục cái lư Giang đi, đưa cho thằng Tục Sách luôn, rồi lấy Nghiêm Lạnh. Đi đúng hướng rồi. Giờ lương thực nhiều quá các bạn. Thôi update thành trước đây rồi tính. Update lấy Trì An luôn. Ok, mình sẽ bắt đầu phát triển công nghiệp ha. Nhữ Nam là cái thành mà phát triển công nghiệp khá tốt. We would not be your enemy. You expect too much. Tổng sách nó muốn mình này gì đây trời. Đọc có bị ngu không? Tổ đánh bộ ba Thái Mạo Hoàng Tổ Lưu Biểu cho hết luôn. Không hài lòng thì thôi. Rồi. Mình tưởng tôi cần mày lắm chắc. Fear no one. Lục Tòng. March with care. Lục Tòng làm được gì? Hiện tại là mình đã bị nói chung là thành tổng sách nó hết trả tiền cho mình nãy giờ. Chụp mày rồi. Chuẩn bị âm icon chắc rồi đó các bạn. Quân khá là đông cho nên là chuẩn bị âm rồi. Không biết thanh niên này mua không? Lương thực ngang nhau mà. A pleasure. A joy to see you. Greetings. Lục Biểu chết rồi. Ok thôi. Ok, fine. Thằng này nó giàu cực kỳ. Your treacherous tongue is grating. A dignified and warranted offer. Khá đấy chứ. Giờ phải mở rộng chiến tranh. I would meet with my advisors. Wisdom guides. Mở rộng chiến tranh để standard stance. Để lên tiền hả? Time for celebration. A fine settlement. We'll take it. People are migrating, but there is still more work to do. I bid you welcome, my lord. Okay, Thái úy sẽ do Trương Phi đảm nhận đi. Tham lượng vô là chụp bàn luôn. Thiệt đau khổ. Thu nhập từ nông dân nằm Trì An được. Tổng sách tuần sau là hết giao tiền rồi đúng không? Okay. Nhưng mà tiền mình đang nhiều cho nên là không có gì đâu. Tiếp tục chiếm cái dân lành. Không đi xuống chiếm Lương Giang cũng được. Rồi hết lượt. Lưu Biểu đang hấp hối thôi. Lục Tòng đang hấp hối. Ok bạn. A productive meeting. Tao lấy Nam Dương tao đổ với Trần Quốc cũng được, không sao. Reject authority. Get moving. Promote calmness. Feast. Dance. Contemplate cái lưng vàng lại. The trap is set. Destiny awaits. Đục máy hàng riêng hai đảo giết nè. Towards unity. Ready for force march. Khá là ghê đấy, không đùa đâu. Này là nhân vật mới được chiêu mộ hả? Cần thiết đồng ý đồng bội thiên vài cức 62 tuổi đéo chụp mày đi. Thằng này có cái kích nghị lực, kích xanh, kích xanh mà đem cho tướng đỏ fail. Talk traitor. Mình cứ giao hảo nhiều lên nha bạn. Nhiều khi mình cho bạn một thật chơi thôi. It would be foolish not to seize this. Hiện tại Tào Tháo đang gọi là friend của cô gì đây mà đánh nhau địt mẹ nè. Ok, như vậy đi. Cái Giang Hạ này làm ăn công nghiệp nông dân hả? Cũng được. Tăng về thâm nhập thương mại nè. Nông dân, Trần Quận có nông dân. Ok. Thằng này như chưa có đó. Phải tìm một con màu vàng. Để chi? Để cho nó thu nhập nông dân thôi. Đó, vậy thôi, đơn giản. Ok. Hết lượt cái. We would be no threat to you. Không bạn. Đòi hỏi vô lý gì sao chơi. Thích thì dẫn quân xuống đây anh mày tiếp. Ui trời ơi, Lục Tòng ơi là Lục Tòng. Có làm gì được đâu em. Ok, vậy thì mình sẽ kết thúc tập thứ 8 tại đây nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn. Các bạn thấy hay nhớ like, share và subscribe. Và mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Okay.